Thưa quý vị, cho phép chúng tôi được bắt đầu chương trình. Từ nãy giờ nói vào vua Tam Quốc. Quý vị vào trong thiênhasự.com cái bài viết này có người nói tôi chú nên gửi về cho Việt Nam để đăng trên các báo Việt Nam. Tôi nói rằng có lẽ rằng 800 tờ báo ở trong nước là một con số rất lớn, nhưng mà nó tạo được cái ảnh hưởng đối với hải ngoại cũng rất là khó, bởi vì người ta sẽ nói mình khen mèo mình. Để một người, tôi không bao giờ tôi phủ nhận, tôi là người gốc Việt Nam Cộng Hòa. Vào năm 1954, tôi đã phải theo bố mẹ để di cư vào trong Nam. Và rất nhiều người ở bên phía Việt Nam bây giờ, lãnh đạo cao cấp, nói rằng đó, với cái tài trí của ông, đó, nếu mà ông ở ngoài Bắc, có lẽ ông cũng phải ít nhất, nếu mà ông ở ngoài Bắc, có lẽ ông cũng phải ít nhất là cũng phải là đại tá, hoặc là anh là một cái chức vụ về vấn đề hành chính, bởi vì anh là một người rất là tế nhị và sâu sắc. Tôi thì tôi cảm ơn những cái lời khen đó, tôi chỉ biết rằng tôi là người biết cái nhận thức và tôi là một người biết ý thức và tôi là một người biết đặt lên cái bàn cân để cân nó nặng và nhẹ. Tại sao bên này nặng và bên kia nhẹ? Phép bắt đầu. Thì đây đã bắt đầu mấy lần. Và tôi không phải là người cộng sản và tôi không phải là một sử gia. Phải nhớ, nếu những cái gì mà chúng tôi nói sai từ nãy giờ, các bạn cứ việc sửa. Trong cái tinh thần mà muốn gửi lại tất cả những cái lịch sử của đất nước của chúng ta ở trên cái trang mạng cho tất cả mọi người trên thế giới đọc, tôi biết rằng những người hải ngoại này họ sẽ đọc, mặc dù họ ghét hay là thích, họ cũng vẫn sẽ đọc. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam mà hiện nay theo hiến pháp, bản hiến pháp số 2013, đồng thời là một chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam và được đảm bảo bằng điều 4 Hiến pháp Việt Nam 1980. Theo cương lĩnh và điều lệ chính thức và được công bố hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu của Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đảng. Trên thực tế là một số yếu tố của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa dân tộc và cả một vài yếu tố có tính cách truyền thống và ý thức hệ phong kiến cũng có những ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam. Trong các ngữ cảnh không chính thức và các phương tiện truyền thông, các nhà lãnh đạo thường dùng từ đảng đóng vào một kép hoặc là đảng ta để nói về Đảng Cộng sản Việt Nam. Cơ quan cao nhất của đảng là Đại hội đại biểu, nơi sẽ bầu ra Ban chấp hành Trung ương giữa các kỳ đại hội đảng. Trung ương đảng là cơ quan tối cao quyết định các vấn đề của đảng. Ngay sau Đại hội đảng, Trung ương sẽ bầu ra một bộ chính trị và Ban chấp hành Trung ương và chỉ định người làm Tổng Bí thư. Lãnh đạo hiện nay của đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về vai trò thì điều 4 Hiến pháp của Việt Nam năm 2013 đã khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng, nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi và của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin
và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, chính trị của quốc gia này. Đảng viên là những người đã nắm giữ nhiều cương vị chủ chốt trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và nhà nước Việt Nam. Trong di chúc của Hồ Chí Minh có viết: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và một cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm và liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Cương lĩnh của Đảng, cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là văn bản trình bày tóm tắt mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ và phương pháp của Đảng này. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có 4 cương lĩnh. Cương lĩnh năm 1991. Vào năm 1991, Đại hội 7 của Đảng, Đảng Cộng sản đã thông qua cương lĩnh thứ 2 của mình, gọi là cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, gọi tắt là cương lĩnh 1991. Cương lĩnh 1991 đã tổng kết kinh nghiệm thực hiện cương lĩnh năm 1930, đó là năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó tuyên bố Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ, thứ nhất, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thứ hai, xác định sự nghiệp cách mạng của nhân dân và vì nhân dân. Thứ ba, không ngừng củng cố và tăng cường đoàn kết. Thứ tư, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Thứ năm, xác định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh 1991 và các văn kiện bổ sung sau này đã khẳng định sẽ lãnh đạo Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, xây dựng một chế độ xã hội và xã hội chủ nghĩa có 8 đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Cương lĩnh thứ hai, đặc trưng thứ hai là do nhân dân làm chủ. Thứ ba, có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ và phát triển của lực lượng sản xuất. Thứ tư, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà và bản sắc dân tộc. Thứ năm, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và phát triển toàn diện. Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam thì bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ. Thứ bảy, có nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Thứ tám, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Cương lĩnh 1991 và các văn kiện bổ sung sau này đề ra 8 phương hướng cơ bản để xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam là: thứ nhất, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Thứ ba, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội. Thứ tư, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Thứ năm, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thứ sáu, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Thứ bảy, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia. Thứ tám, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Về điều lệ của Đảng. Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng và các nguyên tắc về tổ chức hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức Đảng các cấp. Mục đích của việc xây dựng điều lệ Đảng là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng. Điều lệ Đảng do Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua và ban hành, mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều phải chấp hành điều lệ Đảng. Những lần sửa đổi, điều lệ Đảng đã được sửa đổi 12 lần tính tới hiện nay. Điều lệ do Đại hội Đảng toàn quốc thông qua và ban hành nên để cho phù hợp với bối cảnh mới, khi tổ chức Đại hội Đảng, các tổ soạn thảo thường đề xuất các ý kiến để Đại hội thảo luận, sửa đổi, bổ sung
một số vấn đề trong điều lệ. Điều lệ đầu tiên được thông qua tại hội nghị thành lập đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930. Ngày 3 tháng 2 năm 1930 với tên gọi là điều lệ văn tắt, với cái văn bản đầu chỉ gói gọn trong 9 điều. Những lần sửa đổi, hội nghị thành lập đảng thông qua điều lệ văn tắt ngày 3 tháng 2 năm 1930 gồm 9 điều. Đại hội đảng lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 29 tháng 3 năm 1935 thông qua điều lệ đảng của Đông Dương gồm 59 điều, 8 chương, điều lệ sửa đổi, bổ sung tôn chỉ hành động của đảng từ tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa thành làm cách mạng, phản đế và điền địa. Bổ sung độ tuổi đảng để vào đảng từ 23 tuổi trở lên, bổ sung quy định trước đảng tịch và bổ sung sửa đổi tổ chức đảng cấp, quy định nhiệm vụ thanh niên cộng sản đoàn với đảng. Đại hội đảng lần thứ 2 Đảng Lao động Việt Nam gồm 71 điều và 13 chương, sửa đổi tôn chỉ và mục đích của đảng thành đánh đuổi đế quốc xâm lược, xóa bỏ các di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện người cày có ruộng, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, dân chủ, nhân dân. Đưa chủ nghĩa Marx, Engels, Lenin, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam hành động sửa đổi độ tuổi vào đảng là từ 18 tuổi trở lên. Bổ sung nguyên tắc dân chủ tập trung trong đảng, sửa đổi bổ túc, bổ sung tổ chức của đảng gồm có Đại hội đảng toàn quốc, Trung ương đảng, xứ ủy khu, liên ủy, xứ ủy khu, ủy liên khu và khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy và chi ủy, quy định về nhiệm vụ của các cơ quan của đảng, bỏ quy định thành đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản ra khỏi điều lệ. Đại hội đảng lần thứ 3 Đảng Lao động Việt Nam gồm 62 điều, 12 chương, sửa đổi mục đích của đảng thành hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Sửa đổi chủ nghĩa Marx Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của đảng, bổ sung nhiệm vụ đảng viên thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh chống lãng phí, tham ô. Bổ sung quy định chi tiết nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, sửa đổi tổ chức của đảng, quy định nhiệm kỳ và ban chấp hành trung ương là 4 năm, đưa Đoàn Thanh niên vào điều lệ. Hệ tư tưởng và đường lối: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính trị và chính phủ Việt Nam, học thuyết, hiến pháp, luật, bộ luật, Đảng Cộng sản Việt Nam, quốc hội, nhà nước, chính phủ, tòa án, viện kiểm sát, mặt trận tổ quốc, kinh tế, văn hóa xã hội, ngoại giao, tư pháp, bầu cử, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đơn vị hành chính. Đảng Cộng sản thành lập năm 1930 sau một phân bộ, sau là một phân bộ của quốc tế cộng sản theo chủ nghĩa Marx, Engels, Lenin. Và theo điều lệ đảng năm 1935, Đảng Cộng sản Đông Dương, đội tiền phong duy nhất của vô sản giai cấp, tranh đấu để thu phục đa số quần chúng vô sản, lãnh đạo nông dân, lao động và tất thảy quần chúng lao động khác, chỉ huy họ làm cách mạng, phản đế và điền địa, mưu cho Đông Dương được hoàn toàn độc lập, dân cày được có ruộng đất và dân tộc thiểu số được giải phóng, lập chính quyền Xô Viết, công nông binh, đặng dự bị điều kiện tranh đấu, thực hiện vô sản chuyên chính, kiến thiết xã hội chủ nghĩa, là thời kỳ đầu của Đảng Cộng sản chủ nghĩa theo chương trình của quốc tế cộng sản. Điều lệ năm 1951 xác định Đảng Cộng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục đích của đảng là phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để thực hiện tự do, hạnh phúc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tất cả dân tộc đa số thiểu số ở Việt Nam.
Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Marx, Engels, Lenin, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đến Đại hội Đảng lần thứ 3, tức là năm 1960, thì điều lệ Đảng xóa bỏ chữ Engels, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Và từ Đại hội Đảng lần thứ 7 năm 1991 thêm vào chữ tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung, chính cương của Đảng năm 1951 xác định Đảng Lao động hoàn toàn nhằm vào hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xóa bỏ cái di tích phong kiến và nửa phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, làm cho nước Việt Nam độc lập và thống nhất, dân chủ tự do, phú cường và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đại hội Đảng kỳ 3 năm 1960 nghị quyết đã xác định Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là đội tiền phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân. Đảng gồm có những người giác ngộ tiên tiến, gương mẫu dũng cảm và hy sinh nhất trong giai cấp công nhân, trong nông dân lao động, trí thức cách mạng và các tầng lớp nhân dân lao động khác tự nguyện đứng trong hàng ngũ đảng mà phấn đấu. Đảng đại biểu quyền lợi của giai cấp công nhân, đồng thời đại biểu quyền lợi của nhân dân lao động và quyền lợi của dân tộc. Mục đích của Đảng là hoàn thành cách mạng dân tộc, chủ nghĩa nhân dân, thực hiện chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Và thưa quý anh chị, và những cái chi tiết ở đây quý vị có thể theo dõi ở trong cái bài viết chúng tôi xin tạm nói là cái lịch sử hình thành của Đảng Cộng sản như thế này. Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do chỉ thị của Đông Phương Bộ, tức là một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế, và yêu cầu Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu Cộng sản Việt Nam họp từ mùng 6 tháng 1 năm 1930 đến ngày mùng 8 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức Cộng sản tại Đông Dương là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng, thành viên từ một nhóm thứ ba tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Không kịp có mặt, nhưng sau cũng đã họp với nhau thành một khối duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin có một lời bình. Vậy mà bây giờ chúng ta lại có những cái anh em cờ đỏ kết hợp với nhau thì lại chia 5 xẻ 7 là sao? Tại sao chúng ta không học bởi cái lịch sử của chúng ta đấy? Năm 1930, ba đảng duy nhất và cho tới ngày hôm nay vẫn chỉ là một đảng duy nhất. Thành viên từ một nhóm thứ ba, hội nghị hợp nhất này đã diễn ra tại căn nhà của một công nhân ở bán đảo Cửu Long, tức là đảo Kowloon, từ ngày 6 tháng Giêng cho đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, đúng vào dịp Tết Canh Ngọ. Tham dự hội nghị có hai đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng là Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh, hai đại biểu An Nam Cộng sản Đảng là Nguyễn Thiệu và Châu Văn Liêm, và ba đại biểu ở nước ngoài gồm có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn, đại biểu của Quốc tế Cộng sản. Hội nghị quyết định thành lập một tổ chức Cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua một số văn kiện quan trọng như chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng, lời kêu gọi. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh tại Đại hội 2 ghi ngày thành lập Đảng là ngày 6 tháng 1, nhưng nghị quyết Đại hội năm 1960, tức là Đại hội 3, thì đổi ngày 3 tháng 2 năm 1930 là ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị lần thứ nhất tại Hồng Kông từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, tên của Đảng được đổi thành Đảng Cộng sản Đông Dương theo yêu cầu của quốc tế thứ ba, tức là quốc tế Cộng sản, và Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên. Trong những hoạt động của Đảng, quan trọng nhất lúc đó là hoạt động chống Pháp. Vừa ra đời, Đảng đã lãnh đạo phong trào nổi dậy 1930 và 31, nổi bật là cuộc Xô Viết Nghệ Tĩnh, mục đích thành lập chính quyền Xô Viết. Phong trào này thất bại và Đảng Cộng sản Đông Dương tổn thất
nặng nề vì khủng bố trắng của Pháp. Trước tình hình đó, đầu tháng 4 năm 1931, sứ ủy Trung Kỳ ra chỉ thị thanh đảng và có nội dung như sau: đuổi sạch sành sanh ra ngoài hết thảy những bọn chí phú địa hào. Nếu đồng chí nào muốn làm cách mạng, tự nguyện đứng về phía giai cấp vô sản mà phấn đấu cũng không cho đứng trong đảng. Chỉ thị này khiến cho một số đảng viên thuộc đối tượng thanh đảng ra đầu thú với chính quyền hoặc là chuẩn bị ra đầu thú. Sứ ủy Trung Kỳ đã phải ra lệnh thu hồi cái chỉ thị này. Một thời gian trong thập niên 1930 tại miền Nam, Đảng Cộng sản và những người Trotsky đã hợp tác với nhau trên tờ báo La Lutte mà Hồ Chí Minh sau cho là một số đồng chí hợp tác vô nguyên tắc. Năm 1935, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất được bí mật tổ chức tại Macau do Hà Huy Tập chủ trì nhằm củng cố lại tổ chức đảng thông qua các điều lệ bầu ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 1 gồm có 13 ủy viên. Thì kế đó là một cái phần gọi là tự giải tán. Thì ngày 11 tháng 11 năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán, chuyển vào hoạt động bí mật, chỉ để một bộ phận hoạt động công khai dưới danh nghĩa là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Marx ở Đông Dương. Mọi hoạt động công khai của đảng viên từ đây đều thông qua Mặt trận Việt Minh. Trên thực tế, đảng vẫn hoạt động bí mật và giữ vai trò lãnh đạo chính quyền, chỉ đạo công cuộc kháng chiến kiến quốc. Khi đó, Việt Minh được xem như là một tổ chức chính trị tham gia bầu cử Quốc hội khóa 1 và chính quyền. Sau đó, Việt Minh tham gia Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam cùng với Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Sau này, Đại hội Đảng lần thứ 3 năm tháng 9 năm 1960 đã quyết định lấy ngày mùng 3 tháng 2 hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập đảng. Và như diễn tiến kế tiếp là những đạo lãnh đạo tại miền Bắc, đảng lãnh đạo duy nhất tại Việt Nam. Và cuối cùng là tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội, đại biểu toàn quốc. Và chúng tôi có một cái danh sách rất là dài những cái lần đại hội đảng, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ 11 và thứ 12. Lần thứ 13 là 2021 tại Hà Nội, tức là chưa tới nha. Chúng ta mới có qua cái đại hội lần thứ 12 vừa rồi là 2016. Thì trong đại hội 28 tháng Giêng năm 2016 đã cho biết số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là 4.500.000 người. Thì bây giờ quy chế của đảng, cơ chế của đảng như hiện tại có ban chấp hành trung ương một bộ. Thì ban chấp hành trung ương này bầu ra một bộ chính trị, ban bí thư gồm có tổng bí thư và một số ủy viên ban bí thư do ban chấp hành trung ương bầu. Trong số đó có ủy viên ban chấp hành trung ương và một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công và bầu ủy ban kiểm tra trung ương. Bầu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong số các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định số lượng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Thư ký và ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương. Triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc thường lệ 5 năm một lần, có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá một năm. Khi Ban chấp hành Trung ương xét thấy cần hoặc khi có hơn một nửa cấp số ủy trực thuộc yêu cầu thì Ban chấp hành Trung ương sẽ triệu tập đại hội đại biểu toàn quốc gọi là bất thường. Các văn phòng Trung ương tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương gồm có Văn phòng Trung ương, Ban tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, Ban dân vận Trung ương, Ban đối ngoại Trung ương, Ban nội chính Trung ương, Ban kinh tế Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương và Ban cán sự Đảng ngoài nước. Các đơn vị thuộc Ban chấp hành Trung ương bao gồm có Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Báo Nhân dân và Tạp chí Cộng sản. Các đảng bộ trực thuộc Ban chấp hành Trung ương bao gồm có Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ các tỉnh, thành phố, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ban chấp hành Đảng bộ tại các công ty và các tập đoàn nhà nước, Đảng ủy khối cơ quan Trung ương là Ban chấp hành Đảng bộ tại các cơ quan của Đảng, Cộng sản, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Mặt trận Tổ quốc. Về Bộ Chính trị,
là một cơ quan lãnh đạo và kiểm tra việc thực hiện cái nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc. Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành Trung ương, báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban chấp hành Trung ương. Các thành viên trong Bộ Chính trị do các Ban chấp hành Trung ương bầu ra, Bộ Chính trị gồm các ủy viên chính thức và có thể có các ủy viên dự khuyết. Trên thực tế, Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cơ quan quyết định và thi hành các chính sách chủ chốt của Đảng. Các ban chỉ đạo Trung ương trực thuộc Bộ Chính trị bao gồm có Ban chỉ đạo Tây Bắc Bộ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp và Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Ban Bí thư là một cơ quan giám sát việc để thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định một số vấn đề theo sự phân công của Ban chấp hành Trung ương. Thành phần Ban Bí thư gồm có Tổng Bí thư, một số ủy viên Ban Bí thư và do Ban chấp hành Trung ương bầu. Trong số ủy viên Ban chấp hành Trung ương và một số ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về lãnh đạo thì có một bài viết riêng về Tổng Bí thư của Ban chấp hành Trung ương. Thì từ lúc mà thành lập cho tới bây giờ đó thì Đảng Cộng sản cũng đã thay đổi khá nhiều. Ở những chi tiết này quý vị có thể theo dõi ở trong KBG Hải Ngoại, ở trong Thiên Hạ Sự.com. Đảng viên tính đến năm 2014, toàn Đảng Cộng sản Việt Nam có 4.480.707 đảng viên sinh hoạt ở 262.894 chi bộ thuộc 56.548 tổ chức cơ sở đảng thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Bộ Trung ương. Trong đó, số đảng viên sinh hoạt ở xã là 1.888.352, tức là 42,1%. Sinh hoạt ở phường, thị trấn là 853.357, 19,1%. Sinh hoạt tại các doanh nghiệp nhà nước là 266.541, tức là 5,9%. Tại các doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước là 113.568, tức là 2,53%. Tại các doanh nghiệp tư nhân là 45.824, tức là 1,2%. Tại các tổ chức đảng có vốn đầu tư ở nước ngoài là 9.470, khoảng 0.21%. Tại các đơn vị có sự nghiệp là 289.179, tức là 6,45%. Và tại các cơ quan hành chính là 422.900, tức là 9,38%. Trong quân đội công an là 550.898, chiếm tới 12,3%. Trong các tổ chức đảng và ngoài nước là 10%, tương đương với 0,23%. Số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tính đến kỳ đại hội 12 năm 2016 là khoảng hơn 4.500.000 đảng viên. Và thưa quý khán giả, đó là những cái nghiên cứu của nhà báo Nguyễn Phương Hùng về Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì có thể là những nghiên cứu này có thể đúng và cũng có thể sai. Và xin các bạn thả tim cho thay cho những cái tràng pháo tay. Vâng, lúc đó là đệ tam Cộng sản ở Pháp, họ không tin ông Hồ Chí Minh, lúc đó Nguyễn Ái Quốc, thì họ cho rằng là ông không thực tâm là một người Cộng sản, ông chỉ là một người chủ nghĩa dân tộc. Gần 3 giờ sáng, chúng tôi xin phép rằng cái sự thanh bình này sẽ kéo dài rất lâu. Và trễ lắm là năm 2020 chúng ta sẽ có những cái tin vui về Hoàng Sa và Trường Sa, chúng tôi tin như vậy.
thì chúng tôi sẽ phân tích những cái tại sao chúng tôi nghĩ cái điều này trong những cái buổi nói chuyện sắp sửa tới.